Ho, 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 ho! Merry Christmas! Hey, boy. Uh-oh! Wow! Hello? Hey! Wow! Good job. Yahoo! I love you. Okay. Yahoo! Nice. Really, nigga? Huh?
Hello, I'm Clunatic. Welcome to my meal. Today's video has many interesting things, so please watch the whole video. Thank. Wishing you a good day and many interesting things. I'm so glad you've made it this far. Welcome, I'm Clunatic. I specialize in creating special dishes for dinner. Huh? Moments later. What? I'm so glad you've made it this far. Welcome, I'm Clunatic. I specialize in creating special dishes for dinner. Hello, I'm Clunatic. Welcome to my meal. Today's video has many interesting things, so please watch the whole video. Thank. Yeah, boy. Huh? Yeah, boy.
Aha! Aha! Wow! Hello, I'm Clunatic. Welcome to my meal. Today's Real video has video. Many interesting I spend things, a lot so of effort watch creating the whole video. It. Do you see it? Thank. What the? Yeah, boy. Please leave a comment below if you feel the video is good. Or do you want me to answer your questions? Real and interesting video. I spend a lot of effort creating it. Do you see it? A few moments later. I'm so glad you've made it this far. Welcome, I'm Clunatic. I specialize in creating special dishes for dinner. No! Please leave a comment below if you feel the video is good. Or do you want me to answer your questions? Did you find today's meal interesting? The characters move in stop motion and then interact with each other. It all turned out to be an enjoyable dinner. Thank you.
I'm so glad you've made it this far. Welcome, I'm Clunatic. I specialize in creating special dishes for dinner. Video has many interesting things, so please watch the whole video. Thank. Did you find today's meal interesting? The characters move in stop motion and then interact with each other. It all turned out to be an enjoyable dinner. Wishing you a good day and many interesting things. Did you find today's meal interesting? The characters move in stop motion and then interact with each other. It all turned out to be an enjoyable dinner. Please leave a comment below if you feel the video is good. Or do you want me to answer your questions? What the? I'm so glad you've made it this far. Welcome, I'm Clunatic. I specialize in creating special dishes for dinner. Thả ga không lo về giá nha mọi người. Các sản phẩm đang được giảm giá mọi người nhé. Mọi người ưng sản phẩm nào thì bình luận phía dưới cho mình nhé. Bình luận phía dưới cho mình này.
Đó, hello Quỳnh Như nha, con này nhà mình là con Capri Việt Nam mọi người nhá, size là size 45 cho mình nha. Khi mọi người mua hàng trên Line nhá, mọi người mua bất kỳ sản phẩm gì thì nhà mình đều Did có chương trình tặng quà cho mọi người. Mình ưng sao là mình chốt sao đây cả nhà nhá, ưng sao nào chốt sao đây cho em. Mua một tặng một cả nhà ơi, cả nhà vào Line tặng nhà mình một hàng tặng một follow cho mọi người. Đó, đây nhá, con này nhà mình là con Capri xưởng nha, size là size 45 cho mình nhá, size 45 này. Rất là xinh nha. Mọi người muốn share sản phẩm gì thì bình luận phía dưới nhá. Ưng thì mình chốt nha mọi người. Còn mọi người muốn share sản phẩm gì thì bảo mình nhá. Mình dơ lên cho mọi người xem nhá. Con này nhà mình là size 45 nha. Size 45 Capri ạ. Capri size 45 cho em đeo cặp ạ. Mọi người muốn share sản phẩm gì thì bình luận phía dưới nhá. Bình luận phía dưới này. Mua 1 tặng 1 cho em nhá. Mua 1 tặng 1 cho em. Mọi người ưng size nào nên đơn size đấy nhá. Ưng size nào nên đơn size đấy này. Tất cả các sản phẩm có trong cửa hàng nhà mình ngày hôm nay ạ. Mọi người mua bất kỳ sản phẩm gì nhà mình đều có chương trình tặng quà cho mọi người nhá. Nên là mọi người ưng size nào nên đơn size đấy nhá. Hello chị Tú Quyên này. Ưng size nào nên đơn size đấy cho em nhá. Con này nhà mình là size 45 này, nhà mình có cả màu hồng nhá. Mình qua cho mọi người xem thử màu hồng nhá. Màu hồng này. Đây ạ. Con này nhà em là con màu hồng cả nhà nhá, con màu hồng nha. Capri hàng xưởng cho em, xưởng nhà tụ làm nha cả nhà ơi. Size 45 cho em này. Mình ưng size nào mình chốt đơn size đấy cho mọi người nhá. Size này nhà em là size 45 170 cho em nha, 170 cho em này. Khi mua hàng trên Line nhà em sẽ tặng cho mọi người một chú gấu nhỏ kèm theo đơn hàng ạ. Mọi người ưng size nào nên đơn size đấy cho em nhá. Ưng size nào nên đơn size đấy cho em này. Rất là xinh cả nhà ơi. Không phải hôm nào cũng có chương trình tặng quà nha mọi người. Nên là mọi người nhanh tay săn gấu trên Line cho em nhá. Did you find today's meal interesting? Mua một tặng một cho em nhá. Move in stop motion and then interact with each other. It all turned out to be an enjoyable dinner. Chốt đơn cho cả nhà yêu ơi. Mua một tặng một cho em nhé. Mua một tặng một cho em này. Đó, nhà em sẽ tặng cho mọi người một chú bơ kèm theo đơn hàng nhá. Nhà em thì có bơ và có khủng long nha. Mọi người thích con nào nhà em tặng cho mọi người con đấy nhá. Thích con nào nhà em tặng cho mọi người con đấy này. Nhanh tay cả nhà yêu ơi, mình ưng sao nào mình nhanh tay nên ra đời cho em nha. Con này nhà em là con Capri hàng xưởng mọi người nhá. 170 cho em nha. Size 45 này. Mọi người muốn xem sản phẩm gì thì bình luận phía dưới cho mình nhá. Bình luận phía dưới này. Săn gấu thả ga không no về giá nha mọi người. Mình ưng sao nào mình chốt ra đời cho em nhá. Ưng sao nào chốt ra đời cho em này. Con này nhà em là size 45 nha. Size 45 này. Chất liệu nó rất là mềm mọi người nhá, chất liệu nó rất là mềm cho em. Mọi người muốn xem sản phẩm thì bình luận phía dưới cho mình nhá, bình luận phía dưới này. Mua một tặng một cả nhà ơi. Ưng size nào chốt đơn size đấy nhá, ưng size nào chốt đơn size đấy này. Rất là xinh mọi người ơi, nên là mọi người nhanh tay tham khảo nha. Mua một tặng một cho em nhá, mua một tặng một cho em này. Mình ưng size nào mình nên đơn size đấy nhá, ưng size nào nên đơn size đấy cho em. Đó. Con này nhà em chính là Please leave a comment below if you feel the video is good. Nhà em sẽ tặng cho mọi người. Or do you want me to answer your questions? Nhà em đơn hàng nhá. Mua một tặng một cho em nha. Mọi người muốn xem sản phẩm thì bình luận phía dưới cho em nhá, bình luận phía dưới này. Ưng size nào chốt đơn size đấy cả nhà ơi, ưng size nào chốt đơn size đấy nhá. Con này nhà em là con Capri hàng Việt Nam mọi người nhá, hàng xưởng cho em ạ. Mọi người muốn xem sản phẩm thì bình luận phía dưới nhá, bình luận phía dưới này. Ưng sản phẩm nào thì nhanh tay chốt đơn cả nhà yêu ơi. Size 45 cho em nha. Có đi nước ngoài không chị? Gửi sang nước ngoài á? Nhà chị không, nhà chị này không gửi sang nước ngoài đâu, nhà chị chỉ gửi trong trong thôi. Gửi sang nước ngoài, nhà chị chưa gửi sang nước ngoài bao giờ ấy. Nhà chị chưa gửi sang nước ngoài bao giờ nha. Nhà chị chỉ gửi trong nước thôi. Không thì em có thể em đặt về nhà mình ở chắc là nhà em chắc cũng ở người ở Việt mà đúng không? Ở Việt Nam xong mới sang nước ngoài, chắc là sang nước ngoài làm việc đấy. Thì chỉ có nhà em thôi, chị gửi về cho nhà em thôi, nhà em gửi sang cho bên đấy cho em thôi, còn nhà chị không không gửi được sang bên kia nhá. Đó, con này nhà em là con Capri nha, Capri này. Capri này nhà em là size 45 nhá, mua một tặng một cho em nha, mua một tặng một cho em này. Cả nhà ông size nào chốt đơn size đấy nhá, ông size nào chốt đơn size đấy cho em nha. Đó, nếu mà em muốn mua thì em chị có chỉ có thể gửi về cho nhà em thôi. Bởi vì nhà em gửi hàng quen cho em rồi đấy. Đó cả nhà nhá, Capri cho em size 45 nha, size 45 này. The characters move in stop motion and then interact with each other. It all turned out to be an enjoyable dinner. Mình ưng sao nào mình chốt đơn sao đợi cho em nhá. Ưng sao nào chốt đơn sao đợi cho em này. Rất là xinh nha mọi người. Nên là mọi người nhanh tay lên đơn cả nhà nhá. Nhanh tay lên đơn nha. Mình ưng sao nào mình chốt sao đợi cho em nhá. Ưng sao nào chốt sao đợi cho em này. Con này nhà em là con Capri 45 nhá. Capri 45 nha. Em qua sản phẩm tiếp theo nhá. Cả nhà muốn xem sản phẩm thì bình luận phía dưới cho em nhé, bình luận phía dưới cho em ạ. Mua một tặng một cho em nhé, ông size nào chốt size đấy nha, ông size nào chốt size đấy nè. Em qua cho mọi người con. Còn các bạn này á là size 55, sale trong khung giờ vàng là 220 còn 150.000 một con. Anh chị kích vào thử xem hôm nay anh chị tài khoản chị mua bao nhiêu tiền cả nhà. Nó quá rẻ luôn á mọi người. Xem thử tài khoản anh chị mua bao nhiêu tiền hôm nay. Tài khoản của mọi người có được hỗ trợ free ship không? Đã mua giá hời mà được free ship nữa thì thôi quá tuyệt vời luôn cả nhà. Anh chị vào like cho em xin một nút follow với để shop gửi tặng cho anh chị một cái voucher nha. Mua hàng anh chị nhớ áp dụng voucher vào giúp em.
Dạ rồi, có cấp Bibara không? Dạ chị Cúc ơi, cấp Bibara thì hiện tại shop chưa về hàng. Thế chị cho em xin một nút follow đi. À, ít bữa nữa em về hàng có thông báo chị vào xem, ủng hộ em, ủng hộ like em nha. Còn hôm nay có rất là nhiều mẫu xinh luôn. Em mời chị Cúc mà và tất cả các anh chị nhà mình đang xem like của em, mình kích vào giỏ hàng phía góc tay trái màn hình, thích mẫu nào cho em xin mã nha mọi người, để em ghim sản phẩm lên tư vấn thật kỹ để anh chị yên tâm mà anh chị đặt hàng. Dạ bây giờ em lên vịt cho anh Đức Hùng nha. Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh Đức Hùng đã đợi em nha, cảm ơn anh. Rồi rồi mọi người ơi, con này sale dưới 200.000 anh chị. Việc size bự cho em xem với ạ. Dạ ok anh ạ. Con này 300 sale dưới 200.000 mọi người ơi, giá rất là tốt luôn không? Mọi người giá cực kỳ hời anh chị nha. Bạn này bự lắm mọi người. Đó em cao 1m62, con vịt này size 1m3 nè cả nhà nè. Chất liệu là dòng thun Maniso, co giãn tốt, đàn hồi nhanh và thấm hút mồ hôi, vô cùng tuyệt vời anh chị nha. Đây mọi người nè. Ôi mọi người ơi, bạn này thiết kế nó hơi nhí nhảnh một chút anh chị nha. Rồi, mắt má hồng là em theo hết nè cả nhà nè. Dòng là dòng thun Maniso, những anh chị nào xài thun Maniso chỉ có ghiền thôi anh chị ơi, nó mát rười rượi á. Rồi, ở dưới sẽ có một cái khóa kéo tiện cho anh chị vệ sinh nữa. Cứ giờ là anh chị lấy hết bông gòn ra cho em, còn vỏ gối anh chị cho vào máy giặt quay giặt thoải mái nha anh chị. 100% là bông gòn trắng tinh xịn mịn như thế này, khi tiếp xúc với mũi sẽ không hết xì hơi, cũng như là tiếp xúc với da không gây dị ứng ngứa, rất an toàn khi anh chị mua về làm quà tặng cho các bé ở nhà mình luôn. Và ngày hôm nay với mức giá 300, TikTok đang hỗ trợ vô chờ chỉ còn 189.000. Em mời anh chị ngắm, em mời anh chị chốt đơn nha. Anh Hùng ơi, nếu vào like của em á, anh chị thích mẫu này rồi, giá cả anh chị thấy ok, anh chị đặt hàng ủng hộ trong like, ủng hộ em với nhà cả nhà nha. Rất là xinh, rất là xứng đáng đồng tiền để anh chị chi luôn. Quá rẻ mọi người, to bự như thế này mà sale dưới 200 à. Gấu bông nào trên 1m không hả, để em ôm. Dạ em nhiều lắm anh Hoàng Thiện ơi. Em nhiều lắm, như bạn này là size 1m3 nè. Rồi hoặc là con heo này size 1m2 rất là bự luôn. Cá sấu khủng long rất là nhiều. Em mời anh tham khảo vào giỏ hàng giùm em nha. Đấy, ân mẫu nào cho em xin cái mã, em xô cận mẫu gần chắc để mọi người yên tâm, mọi người đặt hàng nè. Rồi em thấy đơn của anh chị nhảy lên rồi, em cảm ơn mọi người đã đặt hàng ủng hộ em nhé. Đó, nói chung là mỗi bạn nó sẽ có một cái vẻ đẹp khác nhau, cũng tùy vào cái gu của mọi người nữa, cho nên là anh chị ân mẫu nào cứ nhắn cho em nha. Cứ nhắn cho em, cho em xin có cái mã, còn nếu mà anh chị không biết mã thì anh chị mô tả sản phẩm giùm em nha. Không biết là hồi nãy giờ á, em có bị ẩn comment của anh chị nào không? Mã mã 33 đi ạ. À. Dạ rồi ok anh. Ok anh nha, đợi em một chút, mã 33. Rồi mọi người hôm nay like một mình, em lên chậm một chút, anh chị thông cảm giùm em nha cả nhà nha. Không có ai phụ em hết đó mọi người. Gấu xanh sao đi chị? Dạ rồi, em lên mã 33 rồi, em qua gấu xanh liền cho anh chị nha. Đây mã 33 là bạn. Dạ, bạn cá sấu. Trời mọi người ơi, cá sấu rẻ quá mọi người ạ. À. 290 sale có 195.000 hả mọi người ơi. Anh chị ơi, vào like cho em xin một nút follow để sắp gửi tặng voucher anh chị ha. Mua hàng anh chị nhớ áp dụng cái mã voucher vào giúp em với nha. Dạ rồi, đây mọi người, con này anh chị ơi, gần 300 mà sale dưới 200 quá rẻ mọi người ạ. À. Size 1m3, con trai lấy những mẫu này anh chị ơi. Đó, mua cho con trai mình lấy những cái sản phẩm như thế này, nhìn nó mạnh mẽ lắm mọi người. Mũi của nó là hình trái tim, là hàng em theo luôn nè. Đây anh Hoàng Thiện ơi, em gửi anh Hoàng Thiện và tất cả các anh chị nhà em đang xem live của em. Đó, mình ngắm các bạn cá sấu nè anh chị ha. Chất liệu là dòng thun Maniso, co giãn tốt, đàn hồi nhanh và thấm hút mồ hôi, vô cùng tuyệt vời luôn. Ôm mát rười rượi luôn mọi người. Đây mọi người,